Với xin chào tất cả mọi người, hiện tại mình đang lạc trôi tới Đồng Nai đó mọi người. Và mình đã tìm được một cái không gian thoáng để mình test âm thanh ngoài trời cho mọi người, để mọi người cảm nhận chiếc loa mới này như thế nào nhé. Và mình cực kỳ thích chiếc loa này luôn. Tại vì sao? Mọi người hãy cùng theo dõi video này nha. Bắt đầu. Xét về cái phần chức năng, về phần phụ kiện thì hoàn toàn dòng loa mới này là KC450. Nó giống hoàn toàn với dòng KC270 và 279 đó mọi người. Về bản mạch ở trên cũng như bản mạch ở sau là về phần chức năng đó mọi người. Nhưng mà chiếc loa này nó có nhiều điểm khác biệt đối với KC270 và 279, thì mình hãy cùng nhau đánh giá nha. Vì chiếc loa này mình đã nhận được từ hãng KC Box cách đây trước Tết rồi đó mọi người. Và sau khoảng 1 tháng trải nghiệm thì mình hoàn toàn, mình đủ cái trải nghiệm để mình đánh giá cho mọi người nha. Ok, loa này là loa KC450 đó mọi người. Cái ngoại hình cũng như cái form dáng của nó rất là lạ mọi người ha. Trước đây thì chúng ta thấy KC270-29 thì nó nằm ngang, còn dòng này nó nằm dọc mọi người. Cũng là kiểu loa xách tay, nó không bánh xe. Không bánh xe thì bây giờ gọi là cái xu hướng thiết kế đó mọi người, bỏ bánh xe vô thì nó lại gọi là nó hơi lúa đó. Nhưng mà nếu không bánh xe thì để ở nhà chúng ta sẽ cảm thấy nó sang hơn. Thứ hai, nó bọc da. Thứ ba, mọi người xem về cái phần cấu hình của nó gồm có một cái loa bass 25 cm đó, một cái loa chung và một loa chung giấy và một cái loa chép kèn mọi người ha. Ok, đối với công suất của loa này thì nó bằng khoảng 4/5 những dòng loa 3 tấc cũng tầm giá 6-7 triệu đó mọi người. Ok, thì theo mình thì dòng loa này hoàn toàn có thể thay thế được những cái loa 3 tấc. Lý do vì sao? Nó mang cái tính chất gọn, gọn để nhà chúng ta đẹp, chúng ta có thể để lên xe hơi, chúng ta xách đi chơi được mọi người ha. Và đương nhiên cái bình ắc quy của nó là 12V 10Ah thì hoàn toàn chúng ta có thể đem chơi xa, chúng ta hát khoảng 3 tiếng. À, nếu chúng ta hát vừa vừa khoảng 3 tiếng rưỡi mọi người ha. Ta hát lớn khoảng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Ok. Rồi. Và đối với chất âm của dòng loa KC450 đó mọi người, thì mình trải nghiệm nó khác cái dòng loa 270 và 279. 270 và 279 là so với cái mức giá của nó mọi người, cái ưu điểm của nó là công suất rất là mạnh. Đó, và thứ hai là âm bass rất là lực. Nhưng mà dòng loa này thì nó lại khác như vậy. Nó cái thiên hướng nó khác cái gu nghe cũng như là gu karaoke nó hát mọi người ha. Cái loa này thì âm bass nó không có lực như vậy, nó cũng giống như những cái loa ngang mức giá của nó thôi. Ok, nhưng mà cái ưu điểm của nó mọi người là cái giọng hát của ca sĩ khi chúng ta mở nhạc nó rất là rõ, tí mình sẽ test cho mọi người. Và cái âm chép nó trội hơn, nó sắc nét hơn của dòng loa 270 và 279. 270 và 279 dòng cho ai thích âm trầm, thích nhạc mạnh, thích nhạc lực đó mọi người. Ok, còn dòng loa này thì nó gọi là nó sắc nét hơn, nó đều dải hơn mọi người ha. Ok, rồi, và còn tiếng micro này mọi người nè. Về cái chất micro của dòng loa này, nó có echo, delay và reverb. Đó, thì nó cũng giống như dòng kia thôi. Nhưng mà đối với cấu hình này thì theo mình là cấu hình này nó phù hợp về cho những người giọng cực kỳ yếu hơn là dòng loa KC270 và 279 đó mọi người. Đó, đối với dòng loa 270 và 279 gọi là cái độ ăn reverb của nó không bằng dòng loa này mọi người. Ví dụ cái loa này á, mình hát cái là mình hát reverb không là vẫn ok mọi người ha. Mình thử cho mọi người xem thử khi mình tắt echo, tắt delay. Mình thử reverb mọi người xem này. Alo. 1 2 tiếng đời khi trắng khi đen. Người nghe cái tiếng reverb nó sâu ghê không? Cười vui mới đó nhưng giờ tưởng chẳng hề quen. Alo. Và cái giọng này nó ảo hơn mọi người ạ. Nó dành cho những người giọng yếu, nó làm cho chúng ta giọng sáng hơn, ảo hơn. Và ưu điểm nhất của dòng loa này là cái mic nó rất là nhẹ mọi người. Đó, mình để xa nè, mình nó vẫn bắt tốt này ha. Đây là mình chưa có echo, chưa có delay luôn. Mình lên echo delay mọi người nghe thử nha. Echo mình để 50 nè. Rồi, echo 50. Delay khoảng 30. Alo. 1 2 6 7. Alo. Đó. Nên là chiếc loa này nếu mà những người giọng yếu chắc cũng không có chê về cái độ nhẹ của nó đâu mọi người. Những người giọng trung bình là hát thoải mái luôn, những người giọng yếu là hơi cực chút xíu thôi. Chứ còn mà dành cho ai là giọng yếu là hát ok mọi người ha. Rồi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đối với loa này về chức năng cũng như là những cái khác á, thì mình đã đánh giá ở dòng loa KC270 và 279 rồi. Đó, và ngày hôm nay thì ra ngoài không gian ngoài trời thì mình sẽ test thử cái âm thanh cho mọi người nghe thực tế, xem thử nó như thế nào nha. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ test thử nha. Mình đã kết nối Bluetooth của nó, tên Bluetooth là KC Box đó mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ test thử vài bài để cho mọi người nghe được tiếng ca sĩ giọng nam, tiếng ca sĩ giọng nữ và có tiếng guitar, cũng như là phút cuối mình sẽ test nhạc mạnh cho mọi người nghe thử nha. Ok, ưu điểm của nó. Rồi phần cuối cùng mình sẽ karaoke thử cho mọi người nghe thử không gian ngoài trời nó như thế nào nha. Rồi. Mình sẽ test bài giọng nữ trước nha. Bài này là của Hương Tràm, bản live nha. Vô.
Ngày hội Shopee Food 26 tháng 2. Món gì cũng có, đặt trên Shopee ngay. Feel deal thương hiệu giá trị. Ok, thử một khúc nha. Còn bây giờ mình sẽ mở cho mình nghe bài Ngày Đầu Tiên Của Đức Phúc. Đó là một bài giọng nam nha. Mình nghe thử nha. Đây. Nhiều khi kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là trang hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Em vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa, em nhớ đêm này. Ok, rồi. Mình mở thêm một bài mà nó đánh tiếng guitar hay mọi người ha. Mọi người nghe cái bài, những cái bài mà nó có giọng ca sĩ ra rất là tròn giọng luôn mọi người. Đó là cái loa này nó hay ở chỗ đẹp điều đấy ha. Bài 24 giờ nè. Bài này thì nó lại có giọng nữ và có tiếng guitar nha. Thử nè. Ok, nãy giờ mình test vài bài đó mọi người cảm nhận là chiếc loa này nó được về cái giọng hát của ca sĩ ra rất là rõ, rất là tròn, lên giọng cao cũng như xuống giọng trầm, nó không có bị nát tiếng mọi người ha. Ok, và cái tiếng guitar cũng rất là hay, nghe những thể loại nhạc như những ca sĩ như Phương Phương Thảo hát những cái kiểu nhạc đó đó mọi người nè, hoặc những cái bài nhạc có beat guitar là rất là hay ha. Còn tiếng trống đối với dòng loa này, nếu mà những cái bài như vậy nè, tiếng trống ở đây nó hơi thiếu một chút, nó sẽ không có đã như là 270 và 279 về cái tiếng bass lực mọi người ha. Nhưng mà nếu chúng ta dòng loa này chúng ta để ở không gian trong phòng thì chúng ta nghe nhạc remix mạnh ok, nhưng mà nếu ở không gian ngoài trời thì nó hơi thiếu bass, chúng ta phải bật bass boost thì được ha. Ok, bây giờ mình sẽ ca thử cho mọi người nghe bài Tình Xưa Nghĩa Cũ. Đầu tiên khúc đầu mình sẽ thử cho mọi người bằng cái không có echo, không có delay, mọi người xem thử nhé. Alo. À, đầu tiên mình mở bài tình xưa nghĩa cũ hai karaoke. Alo. À, mình nãy mình tắt. Alo. Một, mình để âm lượng micro là 50% mọi người nha. Âm lượng micro đó là 50%. Ở trong cái thân mic này mọi người nè. Ở
trong cái thân mic nó có âm lượng đó là 5 nè, mình để âm lượng ở đây là 5 ha. Rồi. Thử nha, đây. Của loa này mọi người, nó có hai kiểu hát ha. Ví dụ như mình muốn hát cái bài hát mình kiểm soát những cái câu từ, mình tròn vành rõ chữ, cũng như là mình muốn hát nó có theo cái từng cái câu, từng cái chữ của mình á, mình đều kiểm soát ở trong đó, thì mình sẽ hát để reverb không, mình để gần lại mình hát mà là người thấy khúc đầu á. Còn lúc đầu nếu mà ai muốn hát giải trí á, tình đời khi có cho rồi nên thức giấc ngàn nhớ người tình nhân. Nghĩa là những người mà muốn hát giải trí, muốn hát phim, muốn hát nhẹ nhẹ nhàng, không cần phải dùng hơi, muốn hát giải trí thì mình cứ hát như vậy, thoải mái, không có bị mệt gì hết mọi người ha. Còn ai muốn hát mà muốn nâng nó giọng của mình, cũng như là feel tròn cảm xúc, thì mình lại hát là mình tắt echo, tắt delay rồi mình nè. Tình đời khi có cho không à, mình là luyến thấy theo cái kiểu của mình ha, nhưng mà nó không hề nặng thế nào mọi người. Tại vì cái độ bắt mic của nó ok nè. Hiện tại mình để là âm lượng mic là 5 ha. Bây giờ mình để khoảng 6 hoặc 7 thử nha. Rồi mình để cái mic xa ra thử. Mình chưa thử mọi người, bây giờ mình thử thôi nha. Âm lượng đây 6 nè. Âm lượng 1, 2. Cuộc đời khi có cho không. Thử 7 nè. Cuộc đời khi có cho không. Âm lượng nếu âm lượng 7 thì hoàn toàn mình hát rất nhẹ, reverb không luôn mọi người, nó không có bị mất hơi luôn ha. Đó, đó là cái ưu điểm mà mình đánh giá của cái loa này rất là cao, mic rất là nhẹ ha. Ok. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Video này mình nắng quá, mình chưa có đánh giá kỹ cho mọi người, tại vì cái loa này á, và cái loa KC270 và 279 á, mình đã đánh giá rất là kỹ cho mọi người về những cái chức năng của nó rồi. Những cái loa này thì cái chức năng y nhau á, mọi người có thể xem lại ha. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm theo dõi video. Nếu mọi người thấy video hay, nhớ nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Bye, xin chào và hẹn gặp lại.